Lũ thấp kết hợp với hiện tượng El Nino vào mùa khô có thể khiến xâm nhập mặn dữ dội hơn. Dù đang là mùa mưa nhưng mà tỉnh Trà Vinh vẫn đang khẩn trương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn. Trong đó địa phương chú trọng việc ngăn mặn trữ ngọt, phục vụ sản xuất sinh hoạt cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn mặn gây ra. Hiện ngành nông nghiệp Trà Vinh đã rà soát, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, nạo vét khu vực cửa cống lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn, vận động người dân đắp bờ bao, tuần tự dùng, đắp đập tạm để ngăn mặn trữ ngọt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, kịp thời ngăn mặn trữ ngọt, phục vụ sản xuất và dân sinh. Đối với các công trình thủy lợi đã được đầu tư khép kín, địa phương trữ nước ngọt trước khi kết thúc mùa mưa hàng năm. Năm 2023, Trà Vinh đầu tư nạo vét hàng trăm km kênh nội đồng phục vụ sản xuất cho người dân. Chỉ tính riêng tại huyện Cầu Kè đã bố trí kinh phí nạo vét 33 tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng với tổng chiều dài trên 32 km.